Và một trong những điều kế tiếp nữa mà nhiều bạn có thể là gần đây rất muốn biết đó chính là liên quan tới chỉ số NUPL. Thì chỉ số NUPL đó các bạn thấy được là trong khi mà chúng ta thấy Bitcoin đi xuống thì nhiều bạn có thể là không thấy vui. Nhưng mà cái đợt đi xuống rất cần thiết các bạn thấy được là bây giờ chỉ số NUPL đã có cái sự nguội lại không tiếp tục tăng mạnh nữa. Bây giờ mức là 0,69 đương nhiên chúng ta không muốn thấy chỉ số 0,69 này tăng lên 0,75 tại vì đó là cái lúc mà chúng ta sẽ thấy cái biểu đồ này chuyển qua thành dùng màu xanh dương và nếu như mà chúng ta thấy màu xanh dương xuất hiện thì coi như đây là dấu hiệu đỉnh dựa theo NUPL thì chúng ta thấy được là bây giờ đã chỉ số này là 0,69 ở cái mức giá Bitcoin là 54.888 thì chúng ta bây giờ hãy trở lại đi trên cái đường tăng trưởng mà cái đường tăng trưởng này là hồi tháng 2 thì lúc mà chúng ta thấy Bitcoin ở mức là 0,69 trên biểu đồ này là khi nào cho bạn thì được chúng ta có 0,68 là khoảng 38.900 và 0,72 là khoảng 45.900 thì cho là 0,69 là khoảng chừng 41.000 đi. Thì bạn được là 41.000 và bây giờ các bạn thấy được là cùng một chỉ số đó là 54.000 có nghĩa là sự khác biệt là 13.000 đô và chúng ta thấy là từ cái mức mà 0,69 là chúng ta thấy là trước đây chuẩn đoán tháng 2 là khoảng 41.000 lên tới cái mức là khoảng 58.000, 41 lên tới 58 là còn khoảng chừng là 17.000 thì các bạn chúng ta cộng 17.000 này vào cái giá Bitcoin là 54.800 thì chúng ta thì chuẩn đoán được là nếu như mà chúng ta tiếp tục tăng trưởng mạnh ngay lúc bây giờ đi thẳng lên và đụng vào 0.5 thì, có thể các bạn thấy là lúc đó giá Bitcoin là sẽ khoảng chừng là 73 74 ngàn coi như là các bạn thấy là điều chỉnh càng lâu thì chúng ta càng có cái cơ hội thấy giá cả tăng trưởng cao trước khi mà chạm vào dùng màu xanh dương và các bạn có thể nghĩ là chạm vào dùng màu xanh dương thì có thể là chúng ta kết thúc mùa tăng trưởng của năm 2021 này hay là không thì chưa chắc các bạn thì được là chúng ta chỉ thấy đây chỉ là một trong nhiều cái biểu đồ cung cấp cho các bạn một số những thông tin mà thôi chúng ta không thể nào dựa vào chỉ duy nhất một cái biểu đồ tại vì trên căn bản các bạn thì rồi biểu đồ nô no này cũng có một số những cái nhược điểm trong đó nhược điểm lớn nhất mà nhiều bạn có thể chỉ ra được là chúng ta nhìn vào những đợt tăng trưởng trước đây đi năm 2011 đó chỉ số này đã chạm vào dù màu xanh dương 3 lần trước khi mà chúng ta thấy chúng ta bước vào mùa đông crypto thật sự kế tiếp các bạn thì được là cái chỉ số nô no này đã chạm vào dùng màu xanh dương hai lần của năm 2013 trong đợt tăng trưởng đó trước khi mà chúng ta bước vào mùa trước khi chúng ta bước vào mùa đông thực sự và kế tiếp mà bạn thấy được là cái chỉ số NUPL này là chạm vào cái dùng màu xanh dương chỉ một lần duy nhất mà thôi của năm 2017 trước khi chúng ta đi vào một cái mùa đông kế tiếp thì cho chúng ta thấy được là chưa chắc là chúng ta có thể thấy được chỉ số NUPL này chuyển thành màu xanh dương trước khi mà kết thúc mùa tăng trưởng nhưng mà đây chỉ là một trong những chỉ số chúng ta cần phải theo dõi mà thôi chúng ta đương nhiên cần phải theo dõi nhiều chỉ số khác nhưng chúng ta không muốn thấy là những chỉ số như là OHL mà đường màu vàng này đi vào dùng màu đỏ tại vì mỗi lần mà màu vàng đi vào dùng màu đỏ là không tốt của mình thì được mỗi lần màu vàng đi vào dùng màu đỏ là sẽ có sự điều chỉnh màu vàng đi vào dùng màu đỏ là sẽ có cái đợt mùa đông crypto màu vàng đi vào dùng màu đỏ thì mùa đông crypto kéo tới đây là năm 2017 và năm 2013 cũng tương tự, Pew chúng ta không muốn thấy cái đường màu vàng này tăng quá nhanh và đi vào có dùng màu đỏ. Đương nhiên các bạn thấy được đi vào dùng màu đỏ là cái nguy cơ sẽ có cái mùa đông crypto kéo đến. Và market cap, cho tôi một cap cũng vậy mà thôi. Mỗi lần đường màu vàng này vào dùng màu đỏ thì các bạn thấy được là mùa đông crypto đã kéo tới năm 2017, năm 2013. Cho nên chúng ta cần phải nhìn vào tất cả những thông tin cùng một lúc chứ không thể là chúng ta nhìn riêng vào bất cứ một chỉ số nào về cái phương diện tin tức ngày hôm nay thì không có nhiều tin tức các bạn thấy được là chúng ta có một số những cái ô uh, con tăng trưởng mạnh như là mày thiệu rồi ngày hôm nay chúng ta có đồng tay ra tăng trưởng rất là mạnh phần lớn thì trường là màu đỏ không đỏ lắm các bạn thấy được là có phần lớn là đỏ nhạt như là xuống nhưng mà xuống không có nhiều và có một số đồng đỏ rất là đậm các bạn thấy được là xrp à, uh, Đỏ là xuống 6,44%, đồng Polkadot thì xuống à, 5,56% dựa theo thống kê của Coin360 nhưng mà phần lớn ngày hôm nay là giá cả đi xuống. Và đương nhiên các bạn thấy chúng ta refresh lại cái trang CoinGecko thì phần lớn à, các đồng đều đi theo xuống của Bitcoin, nhất là những đồng lớn các bạn thấy là Bitcoin ngày hôm nay thì coi như là xuống 0,4%. Và các bạn thấy những đồng khác như là Ethereum đương nhiên cũng xuống theo xuống 1%, Binance Coin xuống 1%, Cardano 1,7%, Polkadot xuống 5,4%. XRP uh, xuống 6%, các bạn thấy được là phần lớn nhiều đồng thì uh, đi xuống phạm vi từ 1-2% mà thôi ngoại trừ Polkadot Và đương nhiên Uniswap, Uniswap cũng sẽ tăng chứng mạnh trong vòng 24 giờ qua liên quan tới thông tin của uh, Uniswap 3.0 Mà thường đã chia sẻ trong một cái video gần đây Như nào mà, mà chưa xem thì cũng nên uh, xem cái video đó chính là video 983 liên quan tới Uniswap phiên bản 3.0 Nhưng mà các bạn thấy được là cũng như là nhiều đồng khác chúng ta đi vào cái tình trạng là buy the rumor sell the news có nghĩa là nhiều bạn thì mua Uniswap để chờ đợi có thông tin chính thức là khi nào Uniswap 3.0 sẽ có mặt bây giờ đã biết thông tin rồi thì nhiều người lại xả hàng một chuyến đồng mà mới xuất hiện trong cái top 10 này mà nhanh chóng chiếm vị trí thứ 8 đó chính là đồng Tether Network thì đây là một cái đồng mà các bạn thấy là sự tăng trưởng cũng rất là cao các bạn thấy được là trong vòng 24 giờ qua đã tăng lên tới 29% và trong vòng 7 ngày qua đã tăng 100%. Tether Network này chúng ta nhìn vào cái thời gian là một năm qua đi trong vòng một năm qua đã tăng 20.353%. Có thể nói là một cái sự tăng trưởng khó ai có thể tương tự được. Thì tại sao mà Tether Network này lại có sự tăng trưởng mạnh như vậy? Thì đó chính là liên quan tới một số người nghĩ là Tether Network này sẽ là một trong những cái mạng lưới mà có nhiều NFT như là nên phân bộ token những cái token sưu tầm chúng ta đã từng nói tới tại vì sao thì một điều các bạn cần phải hiểu đó là tay network này là một cái mạng lưới không phải là mới đã có thường nhớ là từ năm 2016 là lúc đó là chúng ta có những người lập trình cũng khá nổi tiếng và có hai người một người là co-founder của YouTube một người là co-founder của Twitch đã tham gia vào dự án này và chúng ta thấy được đây là một cái dự án như thế nào đây là một cái dự án mà liên quan đến là mọi người có thể chia sẻ những cái video trên mạng và đương nhiên những bạn nào mà tham gia và chia sẻ sẽ được thưởng ở trên mạng lưới của Tether và bây giờ thì đương nhiên là cơn sốt NFT đang diễn ra cho nên nhiều người nghĩ là Tether Network sẽ có những cái dịch vụ liên quan tới NFT để người ta có thể là tạo những cái NFT liên quan tới Tether Network liên quan đến những cái video trên mạng lưới này khiến cho giá cả tăng trưởng rất là mạnh trong thì gần đây nhưng mà trên căn bản trong vòng năm qua đã tăng rất là nhiều rồi chúng ta nhìn vào cái biểu đồ trong một năm qua thì các bạn thấy được là sự tăng trưởng mạnh đến từ đâu? Đến từ khoảng chừng là tháng 12, thực sự mình nói là tăng trưởng từ tháng 9 đến tháng 12. Thực ra các bạn thấy được cái tăng trưởng là trong vòng tháng 12, sau đấy đi hàng ngàn cũng khá lâu mãi cho đến khi chúng ta có cơn sốt NFT thì giá cả của Tây đã, đã, đi thẳng lên như là các bạn không thể tương tự được trên màn hình. Kế đó nữa thì có một thông tin mà một số bạn có thường thuận chính là thông tin liên quan đến là nhiều người cho là khi mà Ethereum option đến ngày đáo hạn thì có thể dẫn đến giá cao tăng trưởng. Thực ra đây là một bài viết được chia sẻ bởi Contagraph đó. cách đây cũng đã vài ngày rồi. Đây là bài viết ngày 19 tây, cách đây 4 ngày. Thì tình hình bây giờ đã khác ngày 14 tây, tại vì bài viết này nó một cách đơn giản đó, đó chính là trong cái thời điểm bài viết này được chia sẻ giá tây là trên 1.800 đô thì cơ hội cao là chúng ta có thể thấy được là khi mà tới ngày đấu hạn thì nhiều người sẽ lấy hợp đồng của mình để mà đi thu mua Premium thì nhiều bạn hỏi thuận là điều này có khác gì đối với lại futures thì option với lại futures là hai cái mà nhìn sơ qua thì giống nhau nhưng mà trên căn bản không giống nhau các bạn thấy được là futures là một cái hợp đồng nhưng mà option là một cái quyền được mua hay là quyền được bán nói cách đơn giản đi các bạn thấy là các bạn muốn mua option cho Tamium là các bạn muốn quyền được mua ở cái mức nào đó giống như các bạn thấy là Tamium bây giờ là 1673 thì các bạn sẽ mua giống như các bạn muốn mua option của là 1.800 đi như bạn nói là tại sao ta phải mua mua một cái option mà cái giá cao hơn trên thị trường tại vì đây cũng bị được mua các bạn chỉ trả một cái số tiền nhỏ để mà đi thu mua cái option cái hợp đồng bị được mua này mà thôi thì lỡ như mà các bạn thấy được là cái option này giả sử như là một tháng sau đấu hạn đi thì một tháng sau nếu như mà giá premium là 2.000 đô 3.000 đô đương nhiên các bạn có thể là dùng hợp đồng của mình mà nói tôi có hợp đồng để mà thu mua giả sử như là 100 đồng premium ở cái mức giá là 1.800 đô, trong khi mà giá Ethereum trên thị trường bây giờ là 23.000 đô, thì người ta cũng phải là xử lý hợp đồng cho các bạn. Các bạn có thể là thu mua Ethereum ở cái mức giá là 1.800 đô, tại vì các bạn đã có cái quyền được mua. Nhưng mà ngược lại, các bạn thấy được chúng ta cũng có thể sử dụng hợp đồng như là put option hay là các bạn thấy được đây là cái quyền được bán. Các bạn có thể là để một cái giá nào đó và các bạn được quyền bán mức giá đó. Nếu như một cái giá cả theo xu hướng mà các bạn muốn, thì cái sự khác biệt lớn nhất giữa option và future đó chính là khi mà option đáo hạn thì các bạn được quyền là có hai quyết định một là các bạn có thể là dùng hợp đồng đó để mà đi thu mua hay là đi bán với cái giá thì hợp đồng nếu các bạn cảm thấy là có lời còn thứ hai các bạn cảm thấy là không có lời thì các bạn có thể hủy bỏ hợp đồng coi như là các bạn bỏ tiền đặt cọc mà không quan tâm đến nữa đối với là future thì không thể future thì các bạn cần phải làm hợp đồng nhưng mà đối với option thì bạn có thể cho nên cảm thấy bài viết này cũng không có nhiều cái ý nghĩa tại vì các bạn thấy được là giá ether bây giờ đã dưới 1.800 đô rồi nhưng mà các bạn thấy là những người mà có option cũng chưa chắc là họ sẽ thực hiện theo cái option đó. Tôi hy vọng là các bạn hiểu cái sự khác biệt giữa option và future. Một thông tin khác nữa các bạn thấy được là Jim Cramer. Jim Cramer nhiều bạn có thể cũng đã biết là một trong những người dẫn chương trình rất nổi tiếng ở trên CNBC và cũng có một chương trình riêng ở trên đài CNBC đó chính là Mad Money. Thì Jim Cramer gần đây đó các bạn thấy được là câu chuyện giữa Jim Cramer và Bitcoin đã bắt đầu là từ tháng 9 của năm 2020 khi mà Jim Cramer lên cái podcast của Anthony Pomliano thì ở trên cái podcast này Anthony Pomliano đã chia sẻ nhiều về Bitcoin khiến cho Jim Cramer bị thuyết phục và sau đó đã dùng tiền của mình để mà mua tổng cộng là 500.000 Bitcoin và Jim Cramer sau này thì lại nói là ông ta có lợi rất nhiều từ cái việc đầu tư Bitcoin này nhiều hơn là cái số tiền ông ta bỏ vào để mua cổ phiếu hay là vàng. Cho nên tuy là cổ phiếu và vàng làm ông ta thất vọng nhưng mà Bitcoin là một trong những mạng đầu tư đem lời rất nhiều lợi nhuận cho ông ta. Và bây giờ đó đương nhiên ông ta không nói là 500 ngàn này bây giờ đáng giá bao nhiêu nhưng mà dựa theo nhiều chứng đoán. Nếu như mà mua ở cái thời điểm là hồi tháng 9 thì bây giờ 500 ngàn có thể đáng giá lên tới là 2,4% triệu đô la và Jim Cramer bây giờ nói là trong vòng 30 năm qua đó thương nào ông ta cũng đã nói là đầu tư 90% vào thị trường chứng khoán 10% còn lại là có thể đầu tư vào thị trường vàng nhưng mà bây giờ đã thay đổi ông ta nghĩ là một người bình thường thì nên đầu tư 90% vào chứng khoán còn 10% còn lại 5% đầu tư vào vàng 5% đầu tư vào Bitcoin và Jim Cramer là một người cũng rất nổi tiếng ở trong thị trường chứng khoán cho nên lời nói này là một trong những lời nói rất là tốt và đương nhiên chúng ta lúc nào cũng muốn có thêm là một người bạn hơn là một kẻ thù trong thị trường này và đây những cái thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay tôi hy vọng là cái bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này và Thuận xem gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp và đương nhiên những bài nào mà muốn theo dõi thuận Capital trên những mạng xã hội thì các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này các bạn sẽ tìm thấy những cái thông tin như là Telegram, Facebook và Twitter và đương nhiên những bạn nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuận Capital các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới để tìm thấy những cái ưu đãi như là giảm 20% phí giao dịch khi các bạn tham gia vào những sàn như là Binance vân vân hay là các bạn có thể được hưởng những cái bonus ưu đãi khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, MT, FTX sàn Binance US nhưng mà nào mà sống ở Hoa Kỳ có thể sử dụng sàn Binance US hay là sang Coinbase ứng ừ, dụng BlockFi ứng dụng lending có lại các bạn có thể là những lợi hàng tháng khi mà gửi những đồng như là Bitcoin, Ethereum, Litecoin vân vân lên trên mạng lưới của BlockFi và tham gia thông qua link của thuần Capital các bạn sẽ được hưởng bonus lên tới 250 đô và đương nhiên tiếp tục hoàn cho một con đã biết một trong những cái dịch vụ hỗ trợ dữ liệu on-chain mà chúng ta rất thường hay sử dụng và thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn